Civo 110 E114 đầu 17 thanh lý hải quan số khung số máy ghim chính chủ sang tên toàn quốc. Còn thì 110 đầu 17 E14 mình dọn full máy 120 rồi, dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài luôn, có nghĩa là làm máy rồi tân trang sơn sườn lốp thay áo ra chia đồ tất đặt hết. Còn các bạn có thích áo Civo thì mình sẽ thay áo Civo cho các bạn. Còn lâu lâu cũng dọn con xe chia đầu dẹp ken xà beng cho anh em chơi. Còn tình hình hiện tại mà nếu mà có anh em nào thắc mắc là áo xe chia có nhập được hay không thì mình cũng sẵn mình tư vấn luôn để cho những anh em nào mà chưa biết thôi nha. Nói là hiện tại thì hai thì nó rất là căng nên hầu như là tất cả các tỉnh trên toàn quốc mình đều có nhập dịch vụ hết cho nó khỏe. Còn khi anh em nhập dịch vụ thì cái người làm dịch vụ cho các bạn thật ra là đối với số khung số máy ghim hoặc là hồ sơ xe sạch sẽ người ta mới làm dịch vụ được, chứ còn xe tầm bậy thì thú thật với các bạn không có thằng nào mà dám nhận dịch vụ cho các bạn hết. Rồi xin nhắc lại nha, con này là E114 đầu 17 full máy 120 thanh lý hải quan chính chủ sang tên toàn quốc, số khung số máy ghim, biển số coi khá là đẹp, chọn sạch đẹp từ trong ra ngoài, giá rất là dễ chịu. Rồi các bạn cứ xem trong phần mô tả của clip nha. Còn nếu các bạn coi trên YouTube thì các bạn bấm vô cái tiêu đề của cái clip và nó nhìn xuống bên dưới nó hiện lên nguyên cái nội dung của xe. Trăm mười mà máy cỡ này là đi đấu được chưa anh em? Dọn ghim đó nha, chứ không có món ăn chơi gì ở đây á. Dọn ghim mà cái máy lực vậy đó, 110 mà dọn vậy là đi thi được chưa. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip.